Nàng Patachara, Patachara, kệ ngôn, pháp cú câu 288, Nasanti Buddha Tanaya, Napita Napi Pantawa, Antakena Thi Panasa, Nathi Nyatisu Tanata, một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Pháp cú câu 289, Etang Athawa Sanyatwa, Pandito Sila Samhuto Nipa Nagamanang Magang Khipang Mewa Visothaye. Biết rõ lý lẽ trên, kẻ trí siêng trì giới, thấu triệt đường Niết Bàn, sớm chứng thanh tịnh đạo. Pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Bhattacharya. Sự tích nàng Bhattacharya cũng nằm trong phẩm ngàn, được thuyết giảng đầy đủ ở kệ ngôn 113. Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư biết rằng nàng Bhattacharya đã vơi bớt sầu khổ, nên dạy nàng rằng: Nì Bhattacharya, khi con người sang thế giới khác, thì vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em chi cũng không thể làm chỗ nương nhờ, chỗ trú ẩn, chỗ an toàn cho mình được cả. Bởi vậy, dầu cho có họ cũng như không mà thôi. Ai là bậc hiền trí thì phải lo giữ giới cho trong sạch và phải quét sạch con đường đi đến Niết Bàn. Nói rồi, ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Biết rõ lý lẽ trên, kẻ trí siêng trì giới, thấu triệt đường Niết Bàn, sớm chứng thanh tịnh đạo. Chú giải Panaya, để che chở giúp đỡ cho mình. Phanthawa, ngoài con cái và cha mẹ ra, còn những thân bằng quyến thuộc. Antakena thi Panasa, bị tử thần thắng phục. Quả nhiên, dầu cho tất cả thân nhân, nhất là con cái bao vây, chăm lo cúng dường cơm nước thuốc men và làm hết mọi công việc để giúp đỡ che chở, như tới giờ phút lâm chung thì phương tiện nào cũng không thể dùng để tránh cái chết được cả, do nơi không có sự giúp đỡ chở che lên nhau, vì đó là việc vô ích. Bậc hiền trí ráng lo thu thúc thọ trì, gìn giữ tứ thanh tịnh giới, và tiếp theo đó cấp tốc quét sạch phiền não theo đường Bát Chánh Đạo, là con đường đi đến Niết Bàn. Cuối thời pháp, nàng Bhattacharya đắc quả Tu Đà Hường. Ngoài ra còn nhiều người khác cũng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề: Chồng con em út mẹ cùng cha, một lúc trùng tan hết cả nhà. Mệnh bạc nóng lòng như lửa đốt, má hồng đổ lệ tựa mưa nhòn. Thất tình tuột áo quên mình khóc, loạn trí đi đường chọc chúng la. Tỉnh ngộ liền đắc sơ thánh quả, noi gương từ phụ đắp cà sa. Dứt tích nàng Bhattacharya, dứt phẩm đạo